ung dung đưa vào hoàng cung. Ôi thời gian hãy quên đi với cánh cầm tay ta đi giữa rừng hoang. Đừng cha trừ đôi nắng ôi trong mắt vừa trắng xoay cả một đời và cả một đời đôi thân xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao Di Veo Hoàng Mai. Tâm này thì cũng khá muộn rồi. Thì ngày hôm nay em Cao đang có mặt tại Phú Xuyên, Cầu Rẽ các bác nhá. Với một cấu hình gồm 3 món, đó là một con súp và 2 con phun, toàn bộ là được active các bác nhá. Đây là dòng liền công suất và khá là hay và chi tiết các bác nhá, mềm mại. Thì ngày hôm nay em Cao sẽ cung cấp cho bạn Nhật ở tại Phú Xuyên, Cầu Rẽ, và bây giờ cũng khá là vội rồi. Thì em Cao cũng không trình bày quá nhiều, nhưng đây em cũng khẳng định với tất cả các bác rằng đây là một dòng loa mà khá là hay, và đôi khi chúng ta không để ý tới quá nhiều những dòng liền công suất này thôi. Nhưng mà cái giá thành thì phải nói là rất là hay. Đấy các bác nhá. PRX 812 Active. Tầm này thì em Cao cũng khá là mệt rồi, cho nên là quay qua một chút giới thiệu đến tất cả các bác với một cấu hình ngon bổ rẻ, 3 cái loa, và chúng ta không cần phải dùng một chút nào với những các cục đẩy các bác nha. Đó. Và đây là con 518 Eon. Bát khá là sâu và mềm các bác nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất của em Cao với bộ mic AP M8.